Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, phẩm thứ 11, Tịnh Hạnh Phẩm, tập 1483. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không, chuyển ngữ: Bửu Quang Tự, đệ tử Như Hòa, Giảo Duyệt, Đức Phong, Huệ Trang và Minh Tiến. Thời gian ngày 22 tháng 12 năm 2005. Địa điểm: Hương Cảng Phật Đà Giáo Dục Hiệp Hội. Chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem phẩm Tịnh Hạnh thứ 11, đoạn thứ 5 trong phần Trường Hàng. Đoạn này là 10 món thiện xảo. Chúng ta vẫn chưa học xong, hôm nay học tiếp. Chúng tôi đọc trước kinh văn một lượt. Dân hà đắc quẩn thiện xảo, giới thiện xảo, xứ thiện xảo, duyên khởi thiện xảo. Chúng ta đọc đến đoạn này. Học tập đoạn kinh văn này xác thực là khiến cho chúng ta quan sát nghĩa thú của thiện xảo rất sâu. Ngũ quẩn, 18 giới, 12 xứ đều là nói về bản thân chúng ta. Mọi người đều biết ngũ quẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là vật chất, thọ, tưởng, hành, thức là tinh thần. Mười tám giới là ngũ quẩn được mở rộng. Đây chính là cách thuyết pháp thiện xảo của Đức Phật dành cho ba loại người khác nhau. Nói ngũ quẩn đối với kẻ mê tâm pháp nặng nề, mê sắc pháp nhẹ. Do vậy, Ngài nói sắc gồm một điều, nói tâm pháp gồm bốn điều. Quý vị coi trọng điều gì, phải nói cặn kẽ điều ấy. 18 giới là nhằm vào kẻ mê sắc và tâm đều nặng. Do vậy, sắc lẫn tâm đều phải nói cặn kẽ. 12 xứ dành cho kẻ mê sắc pháp nặng, mê tâm pháp nhẹ. Vì thế, nói tâm pháp có một điều, nói sắc pháp đến 11 điều. Cả ba cách nói ấy đều là nói về bản thân chúng ta. Chúng ta hãy ngẫm xem. Duyên khởi được giảng rất khéo. Nói đến chuyện quý vị đi đầu thai, vô nguyên nhân gì mà đầu thai? Trong phần trước chúng ta đã học những điều ấy. Vì sao quý vị có thể đi đầu thai nhưng được làm thân người? Quý vị nói xem, thân người là thiện hay bất thiện, là khéo léo hay không khéo léo? Từ trong thân thể mẹ, quý vị có đầy đủ trọn vẹn tất cả các khí quan nơi toàn thân. Do ai tạo ra? Chẳng phải do con người tạo ra. Nếu con người có thể tạo, vậy thì quý vị hãy nhìn vào động vật.
Quý vị thấy những con chim nhỏ, có một câu ngạn ngữ rất hay: ma tước tuy tiểu, ngũ tạng câu toàn. Quý vị hãy xem kỹ, chim sẻ bé tí xíu như vậy, nhưng ngũ quẩn, 18 giới, 12 xứ, nó thảy đều trọn đủ. Quý vị quan sát kỹ càng, nó pháp vỡ vỏ trứng nở ra. Sau khi sanh ra, thứ gì cũng đều trọn đủ. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân bên ngoài, ngũ tạng lục phủ bên trong, chẳng có gì không đầy đủ, chẳng có gì thừa thải, mà cũng chẳng hề thiếu khuyết thứ gì. Đây là thiện, đấy là xảo diệu, tự nhiên là như vậy. Phật pháp gọi điều này là chẳng thể nghĩ bàn. Quý vị tư duy nhưng chẳng thể nghĩ tưởng được, nghĩ không ra, chẳng thể diễn tả sự vi tế khéo léo ấy. Tối đa là chỉ có thể nói được một hình trạng của nó. Đối với thể tướng dụng, quý vị có thể nói về tướng và dụng, chứ chẳng có cách nào diễn tả thể. Lý thể chẳng phải là thứ mà ngôn ngữ, tư duy có thể đạt được. Thiện xảo đến cùng cực. Có một loại chúng sanh do căn tánh mà quan sát sự thiện xảo ấy, họ giác ngộ, hiểu rõ. Phật pháp gọi loại chúng sanh ấy là duyên giác, hoặc gọi là độc giác. Duyên giác tức là họ có thầy giảng về duyên khởi thiện xảo, bèn khai ngộ. Hạng người ấy được gọi là duyên giác. Độc giác cao minh hơn. Họ xuất hiện trong thế gian này, chẳng gặp thầy, chẳng gặp gỡ Phật pháp, vô quan sát hiện tượng tự nhiên, quan sát sự thiện xảo chẳng thể nghĩ bàn, bèn hiểu rõ, giác ngộ. Vì thế trong giáo pháp Đại Thừa có nói đến chuyện quán duyên khởi, phá chấp trước. Chúng ta biết chấp trước là căn cội của sự luân hồi trong lục đạo. Nếu chúng ta buông xuống chấp trước, lục đạo sẽ chẳng còn nữa. Quý vị sẽ vượt thoát lục đạo. Chỉ cần quý vị còn có chấp trước, sẽ chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi. Các đồng học niệm Phật phải đặc biệt chú ý điều này. Quý vị thấy từ xưa đến nay, câu khẩu đầu thiền của vị đường chủ niệm Phật đường là buông xuống muôn duyên, nhất tâm chuyên niệm. Đấy là câu khẩu đầu thiền của vị đường chủ. Thân, tâm, thế giới, hết thảy đều phải buông xuống, quý vị mới có thể giảng sanh. Nếu quý vị có một chuyện chẳng thể buông xuống, sẽ chẳng thể giảng sanh. Dẫu niệm Phật mà vẫn chẳng thể giảng sanh. Quý vị nói chuyện này có quan trọng lắm hay không? Đời này chúng ta niệm Phật, đời này cầu nguyện giảng sanh,
đến cuối cùng, lúc sắp ra đi, quý vị còn có điều gì không buông xuống được? Sẽ chẳng thể giảng sanh. Chẳng giảng sanh, phải đợi tới cơ hội lần sau. Cơ hội lần sau nói không chừng là đời kế tiếp, vậy thì rất gần. Nói không chừng là đời sau. Đời sau là gì? Là từ đời thứ ba trở đi, mãi cho đến vô lượng kiếp, đều gọi là đời sau. Chư vị nhất định phải ghi nhớ, trong kinh Đức Phật đã khẩn thiết khuyên dạy chúng ta, thân người khó được, Phật pháp khó gặp. Được làm thân người chẳng dễ dàng. Đã được làm thân người, gặp gỡ Phật pháp, có thể gặp pháp môn tịnh độ, há dễ dàng ư? Các vị hãy ngẫm xem, hiện thời nhân loại trên địa cầu gần đến 70 ức. Trong 70 ức người, có bao nhiêu người gặp được Phật pháp? Chúng ta nói rộng hơn một chút, người học Phật trên toàn thế giới có 10 ức người. Trên thực tế, sợ rằng chẳng đạt đến con số này, phải là khoảng 6-7 ức người, tức là 1/10 dân số toàn thế giới. 1/10 nhân loại được nghe, được thấy tượng Phật, biết có Phật pháp. Quý vị thấy đó, còn có 9/10 nhân loại không biết. Trong 1/10 ấy, tức là trong 7 ức người đó, có bao nhiêu người có thể nghe giáo pháp Đại Thừa? Chỉ sợ là chẳng được 1/10 có thể nghe giáo pháp Đại Thừa. Chúng ta nói khái lược, tối đa là 1%. Nói cách khác, trong 100 người mới có một người nghe giáo pháp Đại Thừa. Có thể nghe pháp môn tịnh độ trong giáo pháp Đại Thừa, có thể lại là 1% nữa. Cứ loại trừ dần dần, sẽ thấy người được nghe pháp môn tịnh độ chẳng được mấy người. Chư vị đồng học phải biết điều này. Gặp gỡ pháp môn tịnh độ, thật sự có thể giảng sanh trong đời này hay không? Vậy thì phải hỏi chính quý vị, có thật sự buông xuống, triệt để buông xuống hay không? Hễ có mảy may lưu luyến hoặc vướng mắc đối với thế gian này, sẽ đều chẳng thể giảng sanh. Do vậy, đối với lời dạy bảo chân thật này của Đức Phật, chúng ta phải cảm ơn. Đời này có thành tựu hay không, mấu chốt là ở chỗ này. Phải buông xuống. Nếu quý vị thấy thấu suốt 12 nhân duyên, sẽ thấy nó giảng về nhân quả ba đời theo hai tầng. Trong phần trước, tôi đã thưa trình cùng chư vị. Ở đây, quý vị thấy tướng tam thế tương tục. Phá đoạn kiến. Biết vạn sự, vạn vật trong vũ trụ, chẳng phải là chỉ có trong hiện tại, trong tương lai chẳng có. Kẻ bình phàm cứ ngỡ người đã chết thì thứ gì cũng đều chẳng có. Chẳng có đời sau. Quan niệm chẳng có đời sau là đoạn kiến. Từ 12 nhân duyên, quý vị thấy nghiệp nhân và nghiệp duyên trong đời quá khứ.
quả báo trong đời này. Trong đời này lại tạo nghiệp nhân và nghiệp duyên cho đời sau. Vì thế quyết định là có hậu thế. Như vậy thì mới hiểu, đã chết chẳng phải là không còn gì nữa. Nếu đã chết sẽ chẳng có gì nữa, dễ quá rồi. Tôi thường nói chuyện này đã bao nhiêu năm. Tử bất đắc. Vì sao? Đã chết thì sẽ không đạt được gì hết. Nói thật đấy. Trong đời này chúng ta phải tu pháp bất tử thành công. Bất tử là như thế nào? Giảng sanh thế giới cực lạc chẳng phải là chết. Vì sao? Giảng sanh là ra đi trong khi còn sống, chẳng phải là chết rồi mới đi. Đã chết rất khó giảng sanh, ra đi trong lúc còn sống. Cho nên khi lâm chung, biết trước lúc mất. Chư vị thấy chuyện này rất nhiều. Có những hành nhân tịnh độ lúc lâm chung, thần thức sáng suốt, tỉnh táo, bảo người bên cạnh: Phật đến tiếp dẫn ta, nay ta theo Phật ra đi. Ra đi trong khi còn sống, sau khi đã đi chẳng cần đến thân thể này nữa, dứt bỏ, chẳng có mảy may vướng mắc. Ra đi như thế đó. Đến thế giới cực lạc, đấy cũng là đời sau, cũng là tương tục. Vì thế nói hễ đã chết thì thứ gì cũng đều chẳng có, đấy chính là tri kiến sai lầm. Tri kiến ấy gọi là đoạn kiến. Cứ tưởng sau khi đã chết, đời này ta là người, đời sau vẫn là người. Chó chết thì đời sau vẫn là chó. Quan niệm ấy được gọi là thường kiến. Hai thứ kiến giải ấy đều là sai lầm. Sau khi đã hiểu 12 nhân duyên, sẽ biết sanh diệt trong từng sát na. Do biết sanh diệt trong từng sát na, sẽ phá thường kiến. Do thấy biết ba đời tương tục, sẽ phá đoạn kiến. Có thể phá trừ cả hai thứ kiến giải sai lầm. Do thấy hai đời, có thể phá ngã chấp. Người thế gian chấp trước thân thể này là chính mình, đấy là sai lầm. Thân thể rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thân thể do cha mẹ lưu lại. Thứ nào là chính mình? Cũng giống như nói cha mẹ để lại di sản cho quý vị hưởng thụ, có ý nghĩa ấy. Quý vị chẳng thấy rõ ràng chân tướng sự thật đó. Vì vậy, Phật Pháp hiểu rất rõ, thân thể này chẳng phải là ta. Thân là cái ta sở hữu. Chẳng phải là ta. Do đâu mà có thân? Thân do cha mẹ để lại. Các vị hãy ngẫm xem, chuyện này có đúng hay chăng? Có phải là chân tướng sự thật hay không? Đấy là di sản do cha mẹ lưu lại, ta được thọ dụng. Trong ấy chẳng có ta. Quý vị thật sự thấy rõ ràng, thấy minh bạch sẽ thấu hiểu. Nếu nói theo 12 nhân duyên, trong một niệm như Kinh Đại Tập đã nói,
sẽ phá pháp chấp. Vì sao? Niệm tâm sanh diệt thuộc loại vô thường. Tánh có hay không? Có. Nó chẳng phải là tinh thần, mà cũng chẳng phải là vật chất. Nó là pháp tánh. Nếu quý vị chấp trước những danh từ do Đức Phật đã nói là thật, hoặc chấp trước những thứ ấy đều chẳng có, đều là sai lầm. Vì sao? Quý vị đều đọa lạc trong vô minh. Thảy đều phải buông xuống. Vì thế, trong Khởi Tín Luận, Mã Minh Bồ Tát đã nói rất hay. Ngài dạy các đồng học học Phật chúng ta ắt phải chuẩn bị tâm thái học tập tốt đẹp. Điều thứ nhất trong tâm thái học tập ấy chính là lìa tướng ngôn thuyết. Thích Ca Mâu Ni Phật đã vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp, đối với ngôn thuyết của Ngài bèn chẳng chấp trước. Quý vị chỉ cần nghe, nghe hiểu thì tốt lắm, nghe chẳng hiểu không sao hết, chẳng cần suy nghĩ. Càng nghĩ càng trật. Đức Phật là không nói mà nói, chúng ta phải không nghe mà nghe. Quý vị mới có thể khế nhập cảnh giới. Vì sao? Chẳng chấp trước, tức là không chấp trước tướng ngôn thuyết, không chấp trước tướng danh tự. Vô minh, hành, thức, danh, sắc đều là danh tự. Danh tự là phương tiện để thuyết pháp của Đức Phật, là phương tiện thiện xảo, chớ nên chấp trước. Nhưng nghe những danh tự ấy, quý vị có thể lãnh hội ý nghĩa của chúng, đó là đúng. Đó gọi là lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duyên. Tướng tâm duyên quyết định chẳng thể tư duy được, do vậy chẳng thể nghiên cứu nó. Những thứ thế gian có thể nghiên cứu, chứ Phật Pháp chẳng thể nghiên cứu. Nghiên cứu là gì? Nghiên cứu là tướng tâm duyên. Tâm quý vị đang phan duyên, tâm đã bị động. Vì thế, nhà Phật nói tham cứu, chẳng nói nghiên cứu. Tham cứu là gì? Chính là lìa ngôn thuyết, lìa danh tự, lìa tâm duyên. Cũng là như Kinh Hoa Nghiêm nói, lìa chấp trước, lìa phân biệt, lìa vọng tưởng. Đó là tham. Nghiên cứu sẽ chẳng lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Nghiên cứu kèm theo vọng tưởng, phân biệt chấp trước, chắc chắn là nghiên cứu sẽ chẳng thấu đạt chân tướng. Vì sao? Vọng tưởng phân biệt chấp trước chướng ngại quý vị. Do những thứ ấy, quý vị chẳng thể kiến tánh. Vì lẽ này, giáo pháp Đại Thừa đã nói rất rõ ràng, buông xuống chấp trước, quý vị sẽ là chánh giác. Lại buông xuống phân biệt, quý vị sẽ là chánh đẳng chánh giác. Lại buông xuống vọng tưởng, quý vị sẽ là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị biết vọng tưởng phân biệt chấp trước là chướng ngại, chướng ngại trí huệ, chướng ngại đức tướng sẵn có trong tự tánh. Lẽ nào quý vị chẳng buông xuống? Do vậy, quan sát cẩn thận 12 nhân duyên sẽ có thể phá vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Đoạn thường, đoạn kiến và thường kiến là phân biệt. Ngã chấp
là chấp trước. Pháp chấp là vô minh. Pháp 12 nhân duyên này sẽ có thể phá trừ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta cũng chớ nên xem nhẹ Bích Chi Phật. Đương nhiên là các ngài khế nhập có tầng lớp cao hay thấp khác nhau. Giống như Kinh Hoa Nghiêm đã nói 41 địa vị Pháp Thân Đại Sĩ vậy. Phương pháp của các ngài khác nhau. Nhưng tầng bậc chứng nhập chẳng có ngoại lệ. Giống như bốn cõi, ba bậc, chín phẩm trong Tây Phương Cực Lạc thế giới đều thuộc về loại này. Chúng ta phải nên biết điều này. Chúng ta lại xem phần giảng nghĩa bổ sung. Những gì chúng ta đã học ngày hôm qua, là giảng về hai tầng nhân quả. Hôm nay chúng ta xem tiếp hai thứ ái và thủ. Chúng chính là hoặc trong hiện tại, tức là trong một đời này chúng ta mê hoặc. Người Hoa gọi chữ ái này là thất tình. Tức mừng, giận, buồn, vui, yêu, ghét, ham muốn, đấy là thất tình. Lục căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, chúng ta nói là tình đã động. Để chỉ tình đã động trong 12 nhân duyên, dùng một chữ ái. Quý vị đã động tâm. Sự động tâm ấy chính là vô minh khởi tác dụng. Sau khi tâm đã động, quý vị bèn có thủ, tức là mong mỏi đạt được. Đấy là nghiệp. Hai thứ thuộc về quá khứ trong 12 nhân duyên chính là hành, tức là quý vị có hành động, đang tạo nghiệp trong ấy. Đức Phật quy nạp các nghiệp đã tạo thành ba loại lớn: thiện nghiệp, ác nghiệp, vô kiến nghiệp. Những nghiệp ấy chiêu cảm quả báo trong đời sau. Đó chính là những gì đã làm trong kiếp này sẽ phải hứng chịu trong đời sau. Vì lẽ này Đức Phật nói rất hay: muốn biết cái nhân trong kiếp trước, những gì phải chịu trong kiếp này chính là nó. Những gì ta hứng chịu trong đời này chính là quả báo do nghiệp nhân đã tạo trong đời trước cảm dời. Muốn biết quả đời sau, đời sau ta sẽ như thế nào? Những gì đã làm trong kiếp này chính là nó đấy. Trong đời này chúng ta xử sự đãi người tiếp vật khởi tâm động niệm,
ngôn ngữ tạo tác, sẽ có thể cảm dời quả báo trong đời sau. Đấy là nhân quả ba đời. Do vậy, ái và thủ là hoặc trong hiện tại. Có ái có thủ, đương nhiên là có hữu, hữu là nghiệp. Quý vị thấy đó, theo thói quen ngôn ngữ, chúng ta thường nói là sự nghiệp. Trong khi quý vị đang tạo tác, khi ấy bèn gọi là sự. Khi đã tạo tác xong, đã gieo chủng tử vào A Lại Gia Thức sẽ gọi là nghiệp. Hễ quý vị có nghiệp, nghiệp sẽ cảm quả báo trong đời sau. Cái quả được cảm ấy thuộc loại vị thục quả. Trong phần trước chúng ta đã học điều này. Cái quả ấy thuộc loại vị thục quả. Do vậy trong hiện thời quý vị tạo hữu nghiệp, nghiệp ấy sẽ cảm quả báo trong đời sau. Duyên theo cái nhân hoặc nghiệp trong hiện tại sẽ cảm cái quả sanh và già chết trong vị lai. Đấy là một tầng nhân quả hiện tại và vị lai. Nói gộp lại sẽ thành hai tầng nhân quả. Đấy chính là hai tầng nhân quả trong ba đời. Y thử lưỡng trùng chi nhân quả, nhi tri luân hồi chi vô cực. Vô cực có nghĩa là vô tận. Nghiệp nhân và hiện tượng luân hồi có ý nghĩa ấy. Cái ký kiến hiện tại chi hoặc nghiệp. Hoặc nghiệp trong hiện tại chính là ái, thủ, hữu. Ái thủ hữu là nghiệp thuộc loại phiền não trong hiện tại. Do hiện tại chi khổ quả, thức nải chí thọ nhi sanh. Tắc tri quá khứ chi hoặc, vô minh, nghiệp hạnh. Diệt tùng quá khứ, quá khứ, quang hữu quá khứ, khổ quả nhi sanh. Ký kiến hiện tại chi khổ quả. Đấy chính là từ lúc đầu thai trong hiện tiền cho đến những gì quý vị đã hứng chịu trong một đời này. Sanh hiện tại chi nghiệp. Hữu là kết nghiệp. Diệt tri vị lai chi khổ quả. Khổ quả trong vị lai là sanh, lão, tử trong vị lai. Sanh vị lai chi nghiệp. Nếu quý vị có thể quan sát như vậy, ngược về trước cho đến vô thỉ trong quá khứ. Thượng tố chi, tắc quá khứ chi hoặc nghiệp, cánh tùng quá khứ chi khổ quả nhi lai. Nhìn về sau, hạ sấn chi, vị lai chi khổ quả, cánh sanh vị lai chi hoặc nghiệp. Quá khứ vô thỉ, vị lai vô chung, thử vi vô thỉ vô chung chi sanh tử luân hồi. Quý vị mới thấy rõ ràng chân tướng sự thật. Vì sao có luân hồi? Luân hồi do đâu mà có? Ai tạo ra luân hồi? Ai là dẫn dắt luân hồi? Toàn là do hạnh nghiệp của chính mình. Tôi xem kinh Cổ Lan. Trong sáu niềm tin của kinh Cổ Lan có một điều là tin vào tiền định.
Nhưng họ cũng giải thích khá cao minh, tuy chẳng thấu triệt như Phật pháp. Tin vào tiền định. Tiền định nói đến chỗ rốt ráo sẽ là như Đức Phật đã dạy. Chỗ rốt ráo là gì? Chính là như Kinh Hoa Nghiêm đã nói, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Đấy là tiền định. Thật sự là tiền định. Vì sao? Tánh đức. Lại còn là bình đẳng. Hết thảy chúng sanh và Như Lai chẳng sai biệt. Mười pháp giới hoàn toàn bình đẳng. Những tôn giáo khác chẳng hề nói điều này. Trong giáo pháp của họ, chân Chúa dựa trên tiền định để sáng tạo ra vạn vật. Đấy chính là duyên khởi thiện xảo thì mới có thể nói suôn sẻ được. Kinh Hoa Nghiêm dạy: duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Có nghĩa là y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới. Toàn thể đại vũ trụ, pháp thân đều là do tâm thiện thức biến. Nhưng họ bảo những gì Thượng Đế ban cho mỗi người hoàn toàn dựa vào ý nghĩ tiền định của chính mình mà ban quả, phước, cát, hung cho người ấy trong suốt một đời. Ai đáng hưởng phước, ai đáng chịu tội, họ chẳng nói chuyện này rất rõ ràng. Nhưng có bậc cổ đại đức chú giải: con người cũng có ý chí tự do để làm lành hay làm ác. Làm lành trong tương lai sẽ lên thiên đường, làm ác trong tương lai sẽ xuống địa ngục. Họ có cách nói ấy. Lên thiên đường hay xuống địa ngục chính là nghiệp cảm. Trong kinh Phật, 12 nhân duyên đã được nói thấu triệt. Bọn họ chỉ nói đến hai đời. Còn 12 nhân duyên nhằm dạy rõ luân hồi là cảnh giới không có ngàn hạn. Quá khứ chẳng có khởi đầu, tương lai chẳng có kết thúc. Cách nói này mới là biện luận thấu triệt. Thật sự giảng giải thấu triệt. Bích chi Phật quán chi, nhất dĩ yếm sanh tử, nhất dĩ tri vô thường, thật chi ngã thể. Bích chi Phật, bích chi là tiếng Phạn. Cả ba chữ bích chi Phật là tiếng Phạn. Bích chi là duyên, Phật là giác. Tiếng Hán gọi là duyên giác. Duyên ở đây là chữ duyên trong nhân duyên. Vị này được gọi là duyên giác. Ngài do nghe Đức Phật giảng 12 nhân duyên mà giác ngộ. Do vậy, được gọi là bích chi Phật, hay gọi tắt là chi Phật. Từ 12 nhân duyên, Ngài biết hết thảy các pháp vô thường. Kiến tánh từ chỗ này đã thật sự hiểu minh bạch. Toại đoạn hoặc nghiệp, nhi chứng niết bàn. Đoạn ở đây là buông xuống, tức là buông xuống mê hoặc. Mê hoặc là gì? Ái và thủ là mê hoặc.
Tạo tác là nghiệp. Tôi thường khích lệ các đồng học, người học Phật phải buông xuống hết thảy. Buông xuống những gì? Buông từ nơi đâu? Đầu tiên là phải buông xuống ý niệm đối lập với hết thảy người, hết thảy sự, hết thảy vật. Quý vị hãy thực hiện từ chỗ này, đừng nên đối lập với kẻ khác nữa. Phải biết, hễ đối lập sẽ chẳng bình đẳng, hễ đối lập sẽ có chướng ngại. Người khác đối lập với ta, ta chẳng đối lập với họ. Người khác đối lập với ta không nhầm nhò chi hết, chẳng chướng ngại ta thành Phật. Chính chúng ta có ý niệm đối lập với kẻ khác sẽ chướng ngại chính mình. Vì thế, chướng ngại là do bản thân ta, chẳng do bên ngoài. Những vị thánh nhân thế gian đều hiểu đạo lý này. Quý vị thấy Khổng, Mạnh, cổ thánh tiên hiền thường nói: hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Quý vị gặp chướng ngại, thử thách, đừng nhìn bên ngoài. Nhìn ra bên ngoài chẳng thể giải quyết vấn đề, hãy phản tỉnh. Chắc chắn là vấn đề phát sinh từ chính mình. Chỉ cần trong tâm của chính mình chẳng có chướng ngại, sẽ thuận buồm xuôi gió trên đường Bồ Đề. Mà trên đường thế gian cũng chẳng có chướng ngại. Bởi lẽ, chướng ngại xác thực là ở trong nội tâm. Điều này rất quan trọng, hãy buông xuống quan niệm đối lập. Đấy là nhân tố quan trọng bậc nhất. Là điều kiện đầu tiên để tu hành chứng quả. Phụ trợ điều kiện này là một quan niệm hết sức trọng yếu. Trong đời này chúng ta quyết định chớ nên có ý niệm chiếm tiện nghi của kẻ khác. Chớ nên có ý niệm ấy. Ý niệm chiếm tiện nghi của kẻ khác chính là chướng ngại. Phật Pháp gọi cái tâm ấy là đạo tâm. Có ý niệm ấy, tuy quý vị chẳng có hành vi trộm cắp, nhưng đã có cái tâm trộm cắp. Cái tâm ấy bất hảo. Quyết định là chẳng có ý niệm tổn thương, gây hại kẻ khác. Tổn thương, gây hại kẻ khác chính là sát tâm. Quý vị thấy đó, chẳng sát sanh, không trộm cắp. Chẳng thể có ý niệm tổn thương, gây hại đối với người khác. Quý vị sẽ viên mãn, chẳng sát sanh. Quý vị sẽ viên mãn với điều ấy. Chẳng có mảy may ý niệm chiếm tiện nghi của người khác một chút. Quý vị sẽ viên mãn với không trộm cắp. Viên mãn hai điều này, những điều khác thảy đều viên mãn. Các vị hãy ngẫm xem, không tà dâm. Tà dâm có phải là chiếm tiện nghi của kẻ khác hay không? Người thật sự chẳng có mảy may ý niệm chiếm tiện nghi của kẻ khác hoặc tổn thương gây hại kẻ khác. Người ấy có sẽ làm chuyện tà dâm hay không? Người ấy có sẽ thốt lời vọng ngữ hay không? Người ấy có sẽ nói đôi chiều hay không? Những điều ấy thảy đều chẳng có. Hai điều này là căn bản.
thực hiện viên mãn hai giới điều, chẳng giết chẳng trộm. Những điều khác thảy được viên mãn. Khởi tâm động niệm đều nhằm lợi ích chúng sanh, đều là xả mình vì người khác. Đối với xã hội, đối với quốc gia, đối với hết thảy chúng sanh, chỉ có lợi ích, chẳng hề tổn thương, gây hại. Nếu quý vị nói vì sao ư? Chỉ có Đức Phật hiểu. Vũ trụ là một thể, chúng sanh và Phật chẳng hai. Chúng sanh và ta là một thể, tự và tha chẳng hai. Vũ trụ giống như một thân thể. Các quốc gia khác nhau, các sắc tộc khác nhau, các tôn giáo khác nhau, giống như các khí quan khác nhau trên thân thể. Ngoài là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, trong là ngũ tạng lục phủ, hợp thành một thân thể. Mỗi cá nhân chúng ta giống như mỗi tế bào trong thân thể. Các nhà khoa học hiện thời nói các nguyên tử và các lạp tử hợp thành các khí quan. Do từ các khí quan mà hợp thành thân thể này. Vạn vật trong vũ trụ là một thể. Đã là một thể, lẽ đâu chẳng chiếu cố lẫn nhau. Tay trái ta bị đau, ngứa, tay phải nhất định xoa gãi giúp. Quý vị nói xem, có còn phải bàn điều kiện gì hay chăng? Còn phải hỏi lý do ư? Có còn thắc mắc vì sao ta phải giúp nó? Hiện thời chúng sanh quên bản chân tướng sự thật một thể, chẳng biết là một thể, vì thế phải bàn điều kiện. Phải hỏi vì sao? Hễ hỏi vì sao, tức là đã mê hoặc. Đã mê hoặc làm sao có thể chẳng tạo nghiệp? Đã tạo nghiệp làm sao có thể không bị quả báo? Do vậy, pháp giới vốn là nhất chân. Vì sao trở thành 10 pháp giới? Do đã mê. Vì mê nên nhất chân mới hiện thành 10 pháp giới. Vì sao hiện thành 10 pháp giới? Do quý vị mê cạn hay sâu khác nhau. Trong 10 pháp giới, mê cạn sẽ rất gần với nhất chân. Mê sâu sẽ xa rời nhất chân. Vì thế, 10 pháp giới theo thứ tự gần gũi với nhất chân lần lượt là Phật pháp giới, Bồ Tát pháp giới, Duyên giác pháp giới và Thanh văn pháp giới. Xa cách nhất chân, xa nhất chính là địa ngục pháp giới, ngạ quỷ pháp giới và súc sanh pháp giới, rồi đến nhân pháp giới, thiên pháp giới. Hình thành như vậy đó. Chúng ta chớ nên không hiểu những đạo lý này. Sau khi đã hiểu, quý vị còn có ác niệm hay không? Chẳng có. Ý niệm là có. Nếu chẳng có ý niệm, quý vị đã thành Phật. Người thuộc 10 pháp giới đều có ý niệm. Trong nhất chân pháp giới chẳng có ý niệm. Do chẳng có ý niệm, bèn vượt thoát 10 pháp giới. Hễ quý vị còn có ý niệm, chắc chắn sẽ ở trong 10 pháp giới, chẳng thoát ra được. Tứ thánh pháp giới hết sức gần với nhất chân. Trong lục phàm có thiện ác vô ký.
Vô ký khá gần với nhất chân. Nhưng Đức Phật bảo nó chẳng thật. Vì sao chẳng thật? Nó còn có thể dấy lên ý niệm thiện hay ác, chẳng thể vĩnh viễn giữ gìn vô ký. Đạo lý ở chỗ này. Vì vậy, xác thực là Bích Chi Phật rất thông minh. Trong Phật Pháp, Kinh Luận đã giảng về 12 nhân duyên rất nhiều. Nếu muốn học, phải xem những kinh luận ấy. Phải nghiêm túc học tập. Học tập nói chung chẳng lìa cuộc sống hàng ngày, tức là trong cuộc sống, công việc, xử sự, đãi người tiếp vật. Học là học ngay trong những chỗ ấy. Đó gọi là thật sự học. Học xong sẽ ứng dụng được, thì trong học tập quý vị mới có thể lãnh ngộ. Nếu nói những gì chúng ta đã học tách lìa cuộc sống, chẳng dùng được những gì đã học, sẽ biến thành quyền học, biến thành triết học vô dụng. Chắc chắn là quý vị chẳng đạt được lợi ích chân thật. Chúng ta phải hiểu nghĩa thú trong việc Đức Phật giáo hóa chúng sanh. Phải hiểu rõ ý nghĩa và sự thú hướng. Đức Phật nhằm dạy con người khai ngộ. Dạy con người quay về tự tánh. Tự tánh là thanh tịnh, bình đẳng. Chẳng có pháp nào không trọn đủ. Vì thế mới nói, hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Mười hai nhân duyên trong một niệm, như Kinh Đại Tập đã dạy, chính là loại thứ nhất trong bốn loại thập nhị nhân duyên. Bốn loại là sát na, liên tục, phần dị và diễn tục. Có bốn loại thập nhị nhân duyên như thế đó. Sát na như Kinh Đại Tập đã nói chính là trong một sát na mà kiến lập 12 chi nhân duyên này. 12 chi ấy chính là từ vô minh, hành, thức cho đến lão tử. Đối với sát na, thông thường hễ nói đến tốc độ của nó sẽ có các ý nghĩa khác nhau. Kinh Nhân Dương đã nói về tốc độ của sát na rất hay. Nhất đàn chỉ hữu lục thập sát na, tức là 1/60 của thời gian khảy ngón tay một cái được gọi là một sát na. Sát na được nói trong 12 nhân duyên chẳng phải là ý nghĩa ấy. Nó được nói theo một niệm. Tức là từ lúc vọng niệm dấy lên mãi cho đến khi quý vị tạo nghiệp, thời gian ấy cũng chẳng dài, được gọi là một sát na. Vì thế, đối với 12 nhân duyên trong một sát na, vô minh là một niệm sanh ái. Khi căn tiếp xúc trần, chúng ta phải hiểu một niệm sanh ái
theo nghĩa rộng, chẳng phải là nghĩa hẹp. Người Hoa thường nói là một niệm sanh tình. Ý nghĩa này dễ hiểu hơn một niệm sanh ái. Tình là tình thức, yêu là tình, mà hận cũng là tình. Hễ tiếp xúc, trong tâm chẳng quan hỷ, trong tâm bực bội. Đấy cũng gọi là ái. Đối với cái ái ấy, một niệm sanh ái. Quý vị bèn mong chiếm hữu nó, sẽ tạo nghiệp, đấy là hành. Nếu một niệm sân hận, quý vị sẽ bài trừ nó, bài trừ nó cũng là tạo nghiệp. Do vậy, phải hiểu nó theo nghĩa rộng, chẳng phải là theo nghĩa hẹp. Sau khi tâm quý vị đã động, tiếp đó sẽ có hành vi. Tức là hành đã dấy lên, tiếp nối dấy lên. Vô minh vừa sanh, hành sẽ ngay lập tức dấy lên theo. Kế đó thức sẽ dấy lên. Thức là gì? Chí tâm chuyên niệm. Giống hệt như đầu thai, đấy là đã trụ thai, là quả. Trong tâm quý vị đã có, sẽ thường nghĩ tới chuyện ấy, hoặc là hận, hoặc là yêu. Đối với người, đối với sự, đối với vật, phạm vi của nó rất rộng. Quý vị suy nghĩ từ chỗ này, sau đấy mới suy tưởng, đó gọi là 12 nhân duyên trong một sát na. Trong một sát na, từ sát na cho đến cái tướng tương tục ấy, quý vị càng nhìn càng thấy phức tạp, càng nhìn càng rõ ràng, càng hiểu rành rẽ vũ trụ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sau đấy, quý vị mới biết Đức Phật giáo học xác thực là chẳng thể nghĩ bàn. Đối với thiện xảo như kinh đã nói, quý vị mới thật sự thấu hiểu ý vị thiện xảo. Nay đã hết thời gian rồi, chúng ta nghỉ ngơi mấy phút. Chư vị pháp sư, chư vị đồng học, xin mời mọi người ngồi xuống. Trong phần trước, chúng tôi đã nói đến 12 nhân duyên trong một sát na. Đấy là nêu rõ hiện tiền chúng ta dấy lên một ý niệm. Nếu quan sát tỉ mỉ, sẽ thấy trong một niệm thảy đều trọn đủ 12 nhân duyên. Vì thế có thể nói 12 nhân duyên là hai tầng nhân quả trong ba đời. Chẳng biết trong từng sát na, nó liên tục chẳng ngừng. Chúng ta chớ nên không hiểu chân tướng sự thật ấy. Do vậy, trong Phật Pháp còn có cách quán sanh diệt, thuận, nghịch. Tức là quý vị nhìn theo kiểu nào, quan sát nó như thế nào. Từ hai lối quán sanh và diệt. Sanh quán, quán duyên, vô minh sanh hành.
duyên hành sanh thức, nãi chí duyên sanh sanh lão tử, thứ đệ sanh khởi chi tướng giả, giá thị lưu chuyển môn. Lưu chuyển là gì? Lưu chuyển là luân hồi, tức là sanh tử luân hồi. Do vậy, quý vị thấy rõ ràng hiện tượng sanh tử luân hồi. Diệt quán, khiếu hoàn diệt. Quán vô minh diệt tắc hành diệt, nãi chí sanh diệt tắc lão tử diệt, thứ đệ diệt hoại chi tướng giả, thị di hoàn diệt môn. Do quý vị nhìn ngược lại, vì thế sẽ tìm được đường nẻo thoát khỏi luân hồi. Nhưng chúng ta ắt cần phải hiểu, vô minh diệt ắt hành diệt, chẳng thể nhìn vào quá khứ. Trong sanh quán, tức lưu chuyển môn, quý vị phải xét tới quá khứ, tức là vô minh và hành trong quá khứ, chiêu cảm quả báo trong đời này. Nhưng một đời này lại khởi hoặc tạo nghiệp. Khởi hoặc chẳng gọi là vô minh, cũng chẳng gọi là hành, mà gọi là gì? Là ái thủ hữu. Vì thế, đối với đời sau, ái và thủ được gọi là vô minh. Đối với đời sau, hữu được gọi là hành. Do vậy, lại có quả báo cho đời sau. Quý vị thật sự hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch, sẽ hiểu Bích Chi Phật dụng công ở chỗ nào. Dụng công nơi ái thủ hữu. Trong ba điều ấy, chỉ cần đoạn một điều sẽ đoạn luân hồi. Đương nhiên, tốt nhất là đổ công dốc sức nơi ái. Ái là khởi tâm động niệm. Người Hoa nói là thất tình ngũ dục. Khi lục căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, chính là lúc quý vị dụng công. Phàm phu thuận theo sự phát triển của thất tình ngũ dục. Đấy là phàm phu. Cho nên tạo nghiệp luân hồi. Nếu chúng ta muốn tu đại niết bàn, liễu sanh tử, thoát tam giới, hãy xoay ngược lại từ chỗ này. Phải buông xuống ái thủ hữu. Buông xuống một điều là được rồi. Ái là động tâm, tâm đã bị động. Sau khi đã động tâm, nếu quý vị chẳng thủ, sẽ chẳng có chuyện gì cả. Do quý vị chẳng thủ,
Được rồi, sẽ chẳng có hữu sau đó, sẽ chẳng có nghiệp đời sau. Như vậy thì đối với phần đầu của 12 nhân duyên, trong đời quá khứ có vô minh nhưng chẳng có hành, cho nên người ấy sẽ chẳng cảm nhận quả báo luân hồi trong đời sau, sẽ chẳng bị. Tốc độ phải nhanh chóng. Cổ Đại Đức thường nói, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm chính là khởi tâm động niệm, ở đây nói đến ái, tức là nói về khởi tâm động niệm. Sau khi đã khởi tâm động niệm, chẳng có thủ. Tôi thường khuyên lơn, khích lệ các đồng học, người công phu thật sự đắc lực sẽ đối với hết thảy người, sự vật đều chẳng có ý niệm chiếm hữu. Chiếm hữu là thủ. Chẳng có ý niệm khống chế. Điều này rất ư quan trọng. Trong cuộc sống hàng ngày, đối với người, đối với sự, đối với vật, ta chẳng có ý niệm khống chế, cũng chẳng có ý niệm chiếm hữu. Ý niệm chiếm hữu nặng nề hơn ý niệm khống chế. Khống chế là nhẹ nhàng, chiếm hữu là nghiêm trọng. Vì sao? Nó sẽ dẫn đến các hành vi sau đó. Chẳng có ý niệm, lấy đâu ra hành vi? Hành vi chính là hữu. Đấy là chúng ta dụng công trong cuộc sống hàng ngày. Bất luận quý vị tu pháp môn nào, công phu đều đắc lực. Tông môn nói, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Ý niệm khống chế của chúng ta dấy lên, ý niệm chiếm hữu dấy lên, hễ niệm ấy dấy lên, chớ nên để cho nó phát triển nữa. Hễ phát triển, nó sẽ tạo nghiệp, sẽ lại có hành vi. Khi ấy chỉ là ý niệm dấy lên. Giác là gì? Một câu A-di-đà Phật, tịnh độ là một câu như thế đó. Ý niệm vừa dấy lên bèn A-di-đà Phật, xóa sạch ý niệm ấy. Khôi phục thanh tịnh, khôi phục bình đẳng, trừ bỏ ý niệm ấy. Dùng một niệm A-di-đà Phật để trừ bỏ ý niệm khống chế và chiếm hữu đối với hết thảy người, sự, vật. Đó gọi là niệm Phật, là công phu. Nếu vừa niệm Phật, vừa dấy lên ý niệm khống chế và chiếm hữu, đó gọi là xen tạp. Trong Phật hiệu của ta đã bị xen tạp ý niệm khống chế và chiếm hữu. Ý niệm khống chế và chiếm hữu xen lẫn vào Phật hiệu, Phật hiệu sẽ chẳng đắc lực. Niệm như vậy, dẫu niệm 10 năm, 100 năm, chẳng mong chi đạt được công phu thành phiến. Làm sao có thể giảng sanh cho được? Giảng sanh là bảo quý vị hãy buông xuống muôn duyên. Buông xuống muôn duyên, quan trọng nhất là phải buông xuống ý niệm. Nói chung, đối với chuyện sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, kinh nói tới ý niệm ái và thủ. Nói kiểu ấy chẳng dễ hiểu cho lắm. Tôi nói là ý niệm khống chế và chiếm hữu, mọi người đều dễ hiểu. Khống chế là ái,
Kiếm hữu là thủ. Tôi dùng cách nói này cho dễ hiểu, có cùng một ý nghĩa. Quyết định chớ nên có những ý niệm ấy. Không chỉ là vật ngoài thân chẳng nên ghim trong lòng, thân thể cũng chớ nên ghim trong lòng. Nói chung, hãy tùy duyên, đừng phan duyên. Trong tùy duyên chẳng có ái thủ hữu, như vậy thì mới có thể giảng sanh. Niệm Phật mới chẳng bị chướng ngại. Do vậy, chướng ngại đích xác chẳng ở bên ngoài. Chướng ngại là do ái thủ hữu, tức là ở chính mình, chứ ở bên ngoài chẳng có chướng ngại. Vì thế, Phật Pháp chẳng thể cầu từ bên ngoài, phải cầu từ trong nội tâm của chính mình. Phật Pháp được gọi là nội học, Kinh Phật được gọi là nội điển, đều là hướng nội, chẳng có gì dạy quý vị hướng ra ngoài. Phật Pháp gọi hướng ra ngoài là ngoại đạo. Quý vị cầu Pháp ngoài tâm, sai mất rồi. Nói ngoại đạo chẳng phải là chửi người khác, chẳng phải là hạ thấp kẻ khác, chẳng phải vậy. Ngoại đạo là nói chính mình cầu Pháp ngoài tâm, chẳng biết hướng nội để cầu. Có ý nghĩa này. Còn có hai phép quán thuận và nghịch. Thuận sanh tử quán, quán hữu lậu nghiệp di nhân. Hữu lậu, lậu là tên gọi chung của phiền não, tức là có tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Đấy là cái nhân. Ái thủ đẳng di duyên, đấy đều là nói về đời hiện tại này. Cảm, thức đẳng, nại chí lão tử đẳng, sanh tử quả chi tướng giả. Đấy là lục đạo luân hồi, sanh sanh tử tử, tử tử sanh sanh, chẳng hết chẳng xong. Quý vị thấy hiện tượng ấy. Ngược lại, nghịch sanh tử quán, quán vô lậu chi chánh huệ di nhân, chánh hạnh di duyên, chứng niết bàn quả chi tướng giả. Tương phản là chánh huệ. Nói chánh huệ nhằm phân biệt chẳng phải là tà huệ. Phân biệt tà và chánh từ chỗ nào? Từ giới và định sanh ra chánh huệ. Nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Nói cách khác, tôi thường chẳng dùng những danh từ pháp tướng ấy, mà dùng những danh từ khác cho mọi người dễ hiểu. Tôi nói là thanh tịnh, bình đẳng. Từ cái tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Tâm thanh tịnh là giới, tâm bình đẳng là định. Tựa đề Kinh Vô Lượng Thọ ghi là thanh tịnh, bình đẳng giác. Đấy chính là nhân giới đắc định, nhân định khai huệ. Thanh tịnh là giới, bình đẳng là định, giác là huệ. Đấy là chánh huệ. Sau khi chánh huệ đã khai, đối đãi hết thảy vạn vật, quyết định là đại từ đại bi. Vì thế đại từ đại bi do đâu mà có? Sanh từ chánh huệ. Ái tâm
trọn khắp pháp giới. Thiện ý đầy ắp Sa Bà, đó là đại từ đại bi. Chánh hạnh làm duyên. Chánh hạnh chính là lục độ tứ đẳng của Bồ Tát. Những hạnh khác là gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, bát nhã, từ, bi, hỷ, xả, tứ vô lượng tâm. Tiếp xúc cùng hết thảy đại chúng, chẳng ngoài tứ nhiếp, tức là bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Đấy là chánh hạnh. Trong giáo Pháp Đại Tiểu Thừa, Đức Phật thường nói 37 đạo phẩm, đó là chánh hạnh. Lục độ của Bồ Tát chính là chánh hạnh. Do những điều ấy làm duyên, người ấy mới có thể chứng quả Niết Bàn. Niết Bàn là liễu sanh tử, thoát tam giới, mà còn thoát khỏi mười pháp giới. Vì thế, thuận sanh tử quán, nghịch sanh tử quán, cũng như hai phép quán sanh và diệt đã nói trong phần trước có cùng một ý nghĩa. Chúng tôi giới thiệu duyên khởi thiện xảo đến đây. Trong phần chú giải bốn câu này, Thanh Lương Đại Sư đã nói rất hay. Bốn câu ấy chính là lưu chuyển chi thể, nghĩa là cái thể của sanh tử luân hồi. Vì sao có sanh tử luân hồi? Quý vị hiểu rõ ràng những điều này sẽ hiểu minh bạch. Duyên khởi thuộc trong luân hồi, bốn thứ thiện xảo ấy đều thuộc trong luân hồi. Kế đó là dục giới thiện xảo, sắc giới thiện xảo, vô sắc giới thiện xảo. Ba câu này nói về lưu chuyển chi xứ. Quý vị luân hồi ở chỗ nào? Ở những nơi nào? Ở ngay trong tam giới. Trong hết thảy các loài chúng sanh, con người luân hồi rõ ràng nhất. Tạo ác, tạo thiện, tạo vô ký, khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác, quy nạp lại sẽ đều chẳng ra ngoài ba loại ấy, tức là thiện, ác, vô ký. Vô ký là chẳng thiện, chẳng ác, chẳng thể nói là thiện hay ác được. Như vậy chẳng phải là rất tốt hay sao? Chẳng sai, rất tốt. Nhưng kẻ ấy ngừng nơi vô minh, cho nên chẳng khai trí huệ. Nói cách khác, vẫn chẳng thể giải quyết vấn đề. Nhất định phải là chánh huệ thì mới được. Vì thế, chúng ta tu hành nói chung là phải nắm được cương lĩnh. Bất luận học pháp môn nào, tám dạng bốn ngàn pháp môn, đó là phương pháp. Tuy đường lối không giống nhau, nhưng mục tiêu và phương hướng tu hành chắc chắn giống nhau. Mục tiêu và phương hướng là gì? Thanh tịnh, bình đẳng, giác, là tổng phương hướng, tổng mục tiêu.
Bất luận phương pháp nào cũng đều nhằm tu cái tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng. Cuối cùng đều là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, đấy sẽ là giác, là chánh đạo, là đạo đại niết bàn. Dục giới từ tha hóa tự tại thiên trở xuống đều là dục giới. Dục giới có 6 tầng trời. Tầng trời cao nhất là tha hóa tự tại thiên, tức là tầng thứ 6. Tầng thứ 5 là hóa lạc thiên. Tầng thứ 4 là đâu xuất thiên. Tầng thứ 3 là dạ ma thiên. Tầng thứ 2 là đao lợi thiên. Ngọc Hoàng Đại Đế như chúng ta thường nói chính là chúa cõi trời đao lợi. Thượng Đế được nói trong khá nhiều tôn giáo cũng chính là chúa tể đao lợi thiên. Phía dưới đao lợi thiên là tứ dương thiên, dưới đó là nhân gian. Đều có thất tình ngũ dục. Ngũ dục là tài, sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghê. Chúng sanh trong ấy đều tham cầu tài, sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghê. Thấp hơn nữa sẽ là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Trong những cõi ấy càng nghiêm trọng hơn, tức là tham, sân, si càng nghiêm trọng hơn. Nếu đối với ngũ dục lục trần, hoặc là thất tình ngũ dục như người Hoa thường nói, cái tâm của chúng ta càng mỏng sẽ càng tiến cao hơn. Vì sao dục giới có 6 tầng trời? Là vì có người xem những món dục ấy rất nhẹ, nên chia thành 6 tầng. Càng lên cao hơn, tham dục càng mỏng hơn. Cho đến sắc giới sẽ chẳng có nữa. Sắc giới quyết định chẳng có tài, sắc, danh vọng, ăn uống, ngủ nghê. Chúng ta sẽ hỏi, chẳng phải là họ đã đoạn trừ ngũ dục ư? Họ đã đoạn, nhưng là phục đoạn, chẳng phải là diệt đoạn. Vì họ có công phu định lực, những tạp niệm ấy quyết định chẳng thể dấy lên hiện hành, cho nên là phục đoạn. Đến vô sắc giới, ngay cả thân thể cũng chẳng có, chẳng cần đến thân thể nữa. Lão Tử nói, ngô hữu đại hoạn, di ngô hữu thân. Tức là Lão Tử nói, ta có mối lo âu lớn nhất là gì vậy? Ta có thân thể, chẳng có thân thể sẽ rất tốt. Quý vị thấy có thân thể sẽ có ăn, mặc, ở, đi lại, chẳng có thân thể tốt hơn nhiều, chẳng cần tới những thứ ấy. Tuy sắc giới thiên không cần ăn uống, do họ có thân thể, vẫn phải có chỗ để cư ngụ, nhưng nhẹ nhàng hơn dục giới thiên rất nhiều. Chẳng có ăn uống quá phiền toái. Vô sắc giới thiên ngay cả thân thể cũng chẳng cần. Đương nhiên là chế phục thất tình ngũ dục càng sâu hơn, nhưng chưa đoạn. Nếu đã đoạn, họ sẽ thoát khỏi lục đạo luân hồi, sẽ vượt thoát. Ai đã đoạn? A-la-hán đã đoạn. Do vậy, A-la-hán chẳng ở trong lục đạo luân hồi. Bích Chi Phật đã đoạn, Bồ-Tát đã đoạn. Các ngài ở trong tứ thánh pháp giới, ở ngoài tam giới.
Vì thế, luân hồi thuộc trong tam giới. Đạt đến vô sắc giới, công phu định lực khá lắm, tứ thiền bát định. Đã đạt tới tột đỉnh trong thế gian định. Công phu định lực duy trì bao lâu? Trong kinh Đức Phật đã nói: phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Đấy là tầng cao nhất trong tứ không thiên. Thọ mạng là tám dạng đại kiếp. Một đại kiếp, Đức Phật nói là thời gian để thế giới này hoàn tất một chu kỳ thành trụ hoại không. Cứ một lần thành trụ hoại không là một đại kiếp. Nếu thế giới này trải qua thành trụ hoại không tám vạn lần, thọ mạng của họ sẽ hết. Hết rồi thì sao? Đã hết sẽ chẳng còn sanh lên cao hơn được nữa, chẳng thể lên cao hơn nữa. Do vậy phiền não dấy lên hiện hành, tham sân si mạng dấy lên, ngay lập tức đọa lạc xuống dưới. Đúng như ngạn ngữ đã nói: trèo càng cao trơi càng nặng. Họ đọa lạc chẳng phải là đọa xuống dục giới thiên, chẳng phải là đọa trong nhân đạo. Ngay cả ngạ quỷ, súc sanh cũng chẳng đọa vào. Họ đọa thẳng vào địa ngục. Trèo càng cao trơi càng nặng. Những tập khí phiền não trong A-lại gia thức thảy đều bùng lên. Hủy bán thánh hiền. Vì bản thân họ đối với cảnh giới đã chứng đắc, cứ tưởng chính mình đã thành Phật, cứ tưởng chính mình đã chứng đắc đại niết bàn, bất sanh bất diệt. Rốt cuộc đến khi đó thọ mạng đã hết, vẫn phải đọa lạc xuống dưới. Họ bèn nói: giáo huấn của cổ thánh tiên hiền, Phật Bồ Tát toàn là giả trức. Tội nghiệp ấy chính là bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, sẽ đọa trong A Tỳ địa ngục. Đọa vào A Tỳ địa ngục lại chẳng biết phải trải qua bao nhiêu kiếp biến thành ngạ quỷ, biến thành súc sanh, sau đấy mới có thể sanh vào nhân đạo. Sự luân hồi ấy vĩnh viễn chẳng có ngần mé, rất đáng sợ. Quý vị hãy ngẫm xem, đại chúng hiện tiền đang có mặt ở nơi đây, quý vị đã từng sanh vào dục giới thiên hay chưa? Đương nhiên là có. Đã từng sanh vào sắc giới thiên hay chưa? Đã từng sanh vào vô sắc giới thiên hay không? Thảy đều có. Không biết đã bao nhiêu lần. Có từng vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay không? Cũng chẳng biết là đã vào đó bao nhiêu lần. Do bị mê khi cách ấm, quên tuốt. Tuy quên tuốt, nếu quý vị chú tâm sẽ có thể cảm nhận. Cảm nhận từ chỗ nào? Ban đêm quý vị ngủ có nằm mộng hay không? Trong mộng có không ít cảnh giới chẳng thuộc về nhân gian. Tâm chúng ta chẳng thanh tịnh, tạp khí phiền não rất nặng. Đại khái là mộng cảnh toàn là ác mộng. Trong ác mộng có ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh. Người tu hành công phu niệm Phật có đôi chút đắc lực sẽ không bị ác mộng, có thể mộng thấy những chuyện thuộc cõi trời hay nhân gian. Từ những chỗ này, nếu quý vị chú tâm lưu ý quan sát sẽ biết. Trong quá khứ chúng ta đã đời đời kiếp kiếp trôi lăn trong lục đạo chẳng biết bao nhiêu lần. Chẳng phải là một hai lần, mà là từ vô lượng kiếp đến nay. Chúng ta phải hiểu những sự thật và đạo lý này. Đối với tam giới, trong các phần trước đã nói rất nhiều rồi, chẳng cần phải nói cặn kẽ nữa.
Đấy là phạm vi hoạt động của lục đạo phàm phu trong đời đời kiếp kiếp. Ba câu cuối cùng: quá khứ thiện xảo, vị lai thiện xảo, hiện tại thiện xảo. Đây là nói về thời gian lưu chuyển trong tam giới. Trong phần trước là nói về không gian. Tam giới là nói về không gian, tam thế là nói về thời gian. Chúng ta thấy Thanh Lương Đại Sư chú giải: tam khoa chi nghĩa, lược như tiền thích. Ba khoa là ba đoạn như trong phần trước đã nói. Quảng như biệt chương, chẳng nói cặn kẽ ở đây. Trong phần sau sẽ còn có chỗ nói chi tiết. Duyên khởi lục địa quảng minh, duyên khởi sẽ được giảng hết sức chi tiết trong chương lục địa Bồ Tát của phẩm thập địa. Ở đây chúng tôi chỉ giới thiệu đại lược tam giới, tam thế như tiền hậu thích. Trong phần trước đã nói, trong phần sau sẽ lại nói đến, đều nói. Giai ngôn thiện xảo giả, đoạn này cũng rất trọng yếu. Có ba điểm. Thứ nhất là thiện tri bỉ pháp không vô sở hữu. Quý vị thấy đó, nói đến tam giới, tức là nói đến quá khứ, hiện tại, vị lai. Nói tới ngũ quẩn, 18 giới, 12 xứ. Duyên khởi, có những pháp ấy hay không? Có chứ, chẳng thể nói chúng chẳng có. Tuy có, bản thể của chúng là không, trọn chẳng thể được. Vì thế, khéo biết các pháp ấy. Các pháp ấy chính là hết thảy các pháp. 10 câu thiện xảo trong phần trên bao gồm hết thảy các pháp, chúng đều là không, vô sở hữu. Kinh Bát Nhã dạy rất chính xác: phàm những gì có tướng đều là hư vọng. Trong kinh Đại Bát Nhã có dạy: hết thảy các pháp vô sở hữu, trốt ráo không, chẳng thể được. Kể cả cái thân của chính chúng ta, thân còn chẳng thể được. Thì đối với những gì sở hữu bởi cái thân này, làm sao quý vị có thể đạt được? Phải hiểu điều này, đấy mới gọi là thiện xảo. Có nghĩa là sự có, lý không, tướng có, tánh không. Vì thế, quý vị chẳng thể nói chúng là có, mà cũng chẳng thể nói chúng là không. Quý vị nói chúng là không, chúng hiện tướng mà. Quý vị bảo nó là có, nhưng bản thể của cái tướng ấy chính là không. Sanh diệt trong từng sát na, trọn chẳng thể được. Điều thứ hai, thiện tri bất hoại giả danh, phân biệt pháp tướng. Câu trước chính là biết chân tướng của dạng pháp trong vũ trụ. Câu thứ hai nhằm chỉ rõ quý vị khéo biết chư Phật, Bồ Tát giáo hóa chúng sanh. Hết thảy chúng sanh đang mê, chẳng liễu giải chân tướng sự thật. Quý vị thấy Đức Phật dùng đủ mọi phương tiện giúp chúng sanh phá mê khai ngộ. Trở về tự tánh.
Do vậy, nhằm giảng kinh thuận tiện, Đức Phật đã lập ra khá nhiều danh tự. Những danh tự ấy đều là giả danh. Phật, Bồ Tát, chân như, tự tánh. Có những danh tự ấy hay chăng? Chẳng có. Những danh tự ấy đều là giả lập. Những giả danh ấy được giả lập ra nhằm giáo học thuận tiện mà kiến lập những danh từ chuyên biệt ấy. Quý vị phải hiểu, tất cả danh tướng đều chẳng chân thật. Vừa mở đầu Đạo Đức Kinh, Lão Tử đã nói chuyện này rất rõ ràng. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Danh là danh tự, hết thảy các danh tướng. Thường danh là vĩnh hằng bất biến thì gọi là thường. Quý vị thấy Đức Phật gọi một chuyện bằng rất nhiều danh tự. Vì sao? Khiến cho quý vị hiểu rõ, danh tự là giả lập, chẳng thật. Từ chỗ giả lập ấy, quý vị sẽ ngộ nhập chân thật. Vì chân thật là không thốt nên lời, chẳng có cách nào nói được. Chân thật cũng chẳng thể suy tưởng. Vì vậy quý vị cũng chẳng thể tư duy. Quý vị tư duy, tưởng tượng sẽ vĩnh viễn nghĩ sai, vĩnh viễn chẳng thể tưởng được. Lìa khỏi tư duy, lìa khỏi ngôn thuyết, chân tướng ở ngay trước mặt, chẳng hề xa lìa quý vị. Ở ngay trước mặt, thế mà quý vị chẳng nhận ra. Chư Phật, Bồ Tát giả lập những danh tướng ấy nhằm dẫn dắt quý vị ngộ nhập chân thật. Bởi lẽ ấy, quý vị cũng không cần phải phá hoại những danh tướng ấy. Quý vị biết chúng là giả lập, biết tác dụng của chúng, đấy là thiện xảo. Vì thế Đức Phật dùng ngôn ngữ, dùng những danh tướng ấy để nói rành mạch, rõ ràng thật tướng. Nay chúng ta gọi thật tướng là chân tướng. Quý vị có thể ngộ nhập hay không? Chẳng có. Nếu quý vị hiểu rõ ràng, hiểu minh bạch, hết thảy vọng tưởng, phân biệt chấp trước đều buông xuống, quý vị sẽ ngộ nhập. Do vậy, sợ nhất là quý vị chấp trước những danh tướng ấy. Điều này được gọi là chết cứng nơi danh tướng, hỏng bét, vĩnh viễn chẳng thể ngộ nhập. Do vậy, trong Khởi Tín Luận, Mã Minh Bồ Tát đã nói rất hay: lìa tướng ngôn thuyết. Có cần nghe hay không? Nghe, nhưng chẳng chấp trước ngôn thuyết. Lìa tướng danh tự, Đức Phật nói khá nhiều danh từ, thuật ngữ cũng đều nghe, nhưng không chấp trước. Lìa tướng tâm duyên, sau khi nghe, hiểu bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, quyết chẳng nghiên cứu. Bởi lẽ quý vị chẳng nghiên cứu được, càng nghiên cứu càng trật. Người hiện thời chuộng nghiên cứu, khó khăn ở chỗ này. Phật pháp yêu cầu quý vị lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, thế mà nghiên cứu dẫn tới vọng tưởng phân biệt chấp trước, vậy thì làm sao được? Do vậy, mọi người
người qua nói riêng, hễ nhắc tới Phật giáo đều bội phục lục tổ Huệ Năng của Thiền Tông nằm dốc sát đất. Lục tổ Huệ Năng có bản lĩnh gì vậy? Nói toạt ra cùng quý vị, đối với ba chuyện như Mã Minh Bồ Tát đã dạy, Ngài thảy đều làm được. Trong cuộc sống hàng ngày, lục căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, xác thực là lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng danh tự, lìa tướng tâm duy. Bất luận là thấy sắc hay nghe tiếng, Ngài đều triệt ngộ tự tánh. Chẳng cần học hành, chẳng cần nghiên cứu. Vì sao nay chúng ta chẳng làm được, chẳng buông điều này xuống được? Chứ buông xuống được thì có khác gì Ngài? Chính là vì chẳng thể buông xuống. Người ta đã biểu diễn, thị hiện cho chúng ta biết, buông xuống là được. Vậy mà quý vị chẳng chịu buông xuống, quý vị hãy tự trách mình, chẳng thể trách móc ai khác. Chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức, không một vị nào chẳng khuyên chúng ta buông xuống. Tôi theo thầy học Phật, ngày đầu tiên gặp mặt, thầy dạy tôi, thấy thấu suốt, buông xuống. Ý nghĩa ấy quá sâu. Nói chung, quý vị phải buông xuống. Quý vị buông xuống được bao nhiêu mới có thể khế nhập bấy nhiêu. Nếu quý vị chẳng chịu buông xuống sẽ là phàm phu. Đúng vậy đó. Hằng ngày nghe kinh, hằng ngày niệm Phật, chẳng vào được cửa. Nguyên nhân là gì quý vị chẳng đoạn tập khí phiền não? Ý nghĩa thứ ba, gia năng nhiếp vô tận, di tận thiện xảo. Điều này nhằm nói, bất cứ một pháp nào hoàn toàn chẳng nói một pháp nhất định nào, bất cứ một pháp nào cũng đều có thể nhiếp hết thảy các pháp. Kinh Hoa Nghiêm nói, một chính là hết thảy là một. Một chẳng phải là một cái duy nhất nào, mà bất cứ cái nào. Do vậy, bậc giác ngộ trong tông môn khi nói năng thường nêu ví dụ là một sợi lông. Bé tí ti. Một sợi lông trên thân chúng ta nhổ lấy một sợi, các công án thường nói là nhất mao, nhất trần, lại càng nhỏ hơn nữa, tức là một hạt di trần. Trong ấy có thể gồm thâu đại thiên thế giới. Trong quá khứ chúng tôi nghe lời ấy chẳng hiểu. Một sợi lông, một sợi tóc, tức nhất mao, mà trong ấy có thể dung nạp đại thiên thế giới. Dung nạp vô tận đại thiên thế giới, làm sao có thể nghe hiểu cho được? Nghe giống hệt như chuyện thần thoại. Hiện thời các nhà khoa học đã chứng minh chuyện ấy là thật chẳng giả. Đấy cũng là chuyện vào 4 hoặc 5 năm trước gần đây. Các nhà khoa học thuộc Tổng cục Không gian của Hoa Kỳ
đã phát hiện một bí mật mới và công bố. Điều thứ nhất là thời gian và không gian chẳng thật. Trước kia chưa hề nói đến chuyện này. Dưới một điều kiện nào đó, không gian sẽ bằng zero. Không gian bằng zero sẽ chẳng có khoảng cách. Dưới một điều kiện nào đó, thời gian bằng zero. Thời gian bằng zero sẽ chẳng có trước, sau. Đó là thế giới gì? Chẳng có cách nào tưởng tượng. Tôi xem bản báo cáo ấy xong rất hoan hỷ. Vì sao? Giống hệt như Kinh Hoa Nghiêm đã nói, trong kinh Đức Phật đã dạy chúng ta, pháp giới là nhất chân trong nhất chân pháp giới, chẳng có khoảng cách, chẳng có trước sau, hoàn toàn giống như họ đã nói. Vì thế họ đã phát hiện nhất chân pháp giới. Trong 10 pháp giới có thời gian và không gian, trong nhất chân pháp giới chẳng có. Phát hiện ấy rất lỗi lạc, nhưng hiện thời họ chẳng biết dùng phương pháp gì để chứng thực. Bởi lẽ họ không biết điều kiện ấy là gì. Trong Phật Pháp thì có. Điều kiện gì vậy? Thiền định. Trong thiền định rất sâu, chúng ta thường nói là đột phá kích thước không gian, và cũng là đột phá thời gian. Trong thiền định có thể trở lại quá khứ, có thể tiến nhập vị lai. Quá khứ và vị lai quý vị đồng thời đều có thể thấy, vì chẳng có thời gian. Cõi này phương pháp quý vị đều thấy, vì chẳng có khoảng cách. Vì thế quý vị thấy trong Phật Pháp từ 3.000 năm trước, Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng hề có những máy móc khoa học, Ngài thảy đều biết. Không chỉ là trong Phật giáo, tại Ấn Độ, trước Phật giáo là Bà La Môn giáo, từ trong thiền định họ cũng thấy hiện tượng sanh tử luân hồi trong lục đạo. Vì thế trong thiền định thời gian và không gian đều bị đột phá, trạng huống lục đạo đều ở trước mặt. Đấy là một phát hiện. Phát hiện thứ hai, vật chất sanh ra từ vô, trong vô mà sanh ra hữu. Điều này giống như Kinh Phật đã dạy, Pháp Tướng Duy Thức có nói. Tướng cảnh giới sanh từ đâu? Sanh từ kiến phần. Duy Thức nói, tâm và tâm sở có bốn loại đặc tánh, tức là kiến phần. Tướng phần, tự chứng phần và chứng tự chứng phần. Pháp Tướng đề ra bốn phần ấy. Vật chất là tướng phần, tinh thần là kiến phần. Vật chất và tinh thần đều từ tự chứng phần biến hiện. Tinh thần và vật chất là một, không hai. Vì thế mới nói, hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng. Đạo lý ở chỗ này.
Đấy là phát hiện khoa học gần đây nhất. Vật chất chẳng có thật, từ trong vô sanh ra hữu. Thời gian nó tồn tại hoàn toàn chẳng dài, lại trở về vô. Điều này đúng như Tâm Kinh đã nói: sắc tức là không, không tức là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Đấy là phát hiện thứ hai. Phát hiện thứ ba, nguyên điểm của vũ trụ, rốt cuộc vạn hữu trong vũ trụ do đâu mà có? Hiện thời rất nhiều nhà khoa học tin tưởng vũ trụ là hậu quả của một vụ bùng nổ, do một vụ bùng nổ vĩ đại sanh ra. Bởi lẽ nhìn qua viễn vọng kính, họ thấy vũ trụ vẫn còn đang phình ra. Phình ra thì đương nhiên là do hiện tượng bùng nổ, nó mới có thể có hiện tượng sanh trưởng, phình ra không ngừng. Nói bùng nổ thì cái gì bùng nổ? Nói chung là phải có một thứ gì đó. Nay các nhà khoa học nói thứ ấy là một nguyên điểm. Nguyên điểm to cỡ nào? Còn nhỏ hơn một sợi tóc. Họ nói là một sợi tóc. Ví như chúng ta dùng một sợi tóc để tỉ dụ, dùng dao cắt ngang sợi tóc ấy, mặt cắt ngang của sợi tóc sẽ có hình tròn. Hình tròn ắt có đường kính. Trên đường kính đó sắp được bao nhiêu nguyên điểm của vũ trụ? Con số này tôi không nhớ rõ ràng lắm, nhưng trong thí dụ ấy, tôi nhớ họ nói trên đường kính ấy có thể sắp xếp 3 chữ ức sau con số 100 vạn. Tức là 100 vạn ức 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 nguyên điểm của vũ trụ. Trong mỗi nguyên điểm của vũ trụ chứa đựng toàn thể vũ trụ. Đấy chính là năng nhiếp vô tận, di thiện xảo giả đang nói ở đây vậy. Nguyên điểm của vũ trụ đấy nhé. Hiện thời khoa học kỹ thuật rất phát triển, một tinh phiến còn nhỏ hơn cái móng tay có thể dung nạp rất nhiều thứ. Tôi tin là trong tương lai sẽ càng tiến bộ hơn. Đại khái là một bộ đại tạng kinh có thể chỉ cần một con chip to bằng ngón tay như vậy là có thể dung nạp toàn bộ. Khoa học kỹ thuật như vậy thì sao? Chẳng có gì đặc biệt hết. Vì sao? Nguyên điểm vũ trụ của người ta còn bé hơn thứ này nhiều. Bé đến nỗi quý vị chẳng có cách nào trông thấy. Nhìn dưới kính hiển vi cũng chẳng trông thấy. Nó dung nạp bao nhiêu? Dung nạp toàn thể vũ trụ. Quý vị thấy một bộ đại tạng kinh thấm vào đâu? Kinh Hoa Nghiêm nói, lớn nhỏ chẳng hai. Trong nhất chân pháp giới, chẳng có lớn hay nhỏ. Chẳng có trước hay sau. Chẳng có xa hay gần. Pháp giới là nhất chân. Dùng ba ý nghĩa ấy để bàn về thiện xảo, đúng là thiện xảo tột cùng. Đấy chính là như trong phần sau Kinh Hoa Nghiêm đã nói, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Vô chướng ngại pháp giới. Hiện thời khoa học đã dần dần chứng minh rất thú vị. Do vậy tôi cũng rất thích tiếp xúc những kiến thức khoa học ấy, dùng chúng để giải thích kinh điển, khiến cho chúng ta càng có tín tâm sâu đậm đối với kinh điển. Đáng tiếc là những nhà khoa học chẳng có học Kinh Hoa Nghiêm. Nếu họ học Hoa Nghiêm, tôi tin là họ sẽ có tiến bộ lớn hơn nữa. Bây giờ đã hết thời gian rồi.